6, 8, 6, Đậu Hải Minh Anh, Ngô Bảo Ngọc. Số báo danh 6, 7, 8, Vũ Thúy Quỳnh. Số báo danh 6, 9, 6, 0, 8, 6, Quỳnh Đào Diễm Trình, Trương Thanh Diễm. Số danh 0, 8, 0. Hãy bước ra nơi mà ta nhìn thấy yêu thương tự do, dù trái tim này tan vỡ thì ta vẫn vui và ta vẫn cười, vì biết ta sẽ vượt qua. Tôi, Trương Thanh Diễm, là một ca sĩ tự do. Hành trình thanh xuân của tôi chắc sẽ rất đẹp, vì ngày hôm nay tôi có mặt tại đây, Miss Cosmo Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023. Tôi quyết tâm sẽ đem hết sức mình, hết thanh xuân, hết tuổi trẻ và hết tất cả những kỹ năng của một người nghệ sĩ để chiến đấu và giành ngôi vị cao nhất của Miss Cosmo Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023. Work the talk, nói được và tôi chắc chắn sẽ làm được. Diễm Cosmo Pass. Người đẹp tài năng, xin chúc mừng thí sinh Trương Thanh Diễm, số danh 080. Một tràng pháo tay dành cho các thí sinh đạt giải phụ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Xin được trân trọng cảm ơn đại diện các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành đã lên trao giải phụ cho các thí sinh. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các bạn và xin được cảm ơn các nhà tài trợ và ban cố vấn. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin mời quý vị. Are you ready? Talk. Hành trình tôi luyện của bản thân tôi từ một cô sinh viên dưới tỉnh lên Sài Gòn vừa học vừa làm và đến bước ngoặt cuộc đời của tôi. Tôi chọn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp và thành quả mà tôi gặt hái được đó chính là chiếc vương miện của Hoa khôi Sông Vàm 2022. Và để có được những thành công đó, tôi đã không sợ thất bại. Tôi dám bước vào những cái mới, trải nghiệm cái mới và thất bại trong cái mới. Và khi mà bạn làm được những điều lớn lao thì chắc chắn bạn sẽ mong muốn được làm những điều lớn lao hơn nữa. If you really want it, you want to be the best version of yourself, get up and working on it right here, right now, and you will get Time's there. Up. Walk. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. 086 Quỳnh Đào Diễm Trình. Trong hành trình trưởng thành của bản thân mình, tôi nhận ra chúng ta học được từ thất bại nhiều hơn là từ thành công. Vì vậy, đừng để thất bại cản bước của bạn, mà hãy để đó là những bài học quý báu cho hành trình tôi luyện nên tôi của chính mình, để khẳng định với thế giới rằng bạn là ai và bạn đang chiến đấu vì điều gì. If you really want it to be the best version of yourself, get up and working on it right here, right now. Quỳnh Đào Diễm Trình, Long An.
Carbon, chủ đề năm nay là một chủ đề rất là mới mà Minh Anh cũng rất là thích. Nó đề cao sự ghi nhận quá trình cố gắng của một người. Tại vì theo Minh Anh á, là thành công đối với một người không phải là nhờ bản khả năng có sẵn của bản thân họ, mà đó là cả một quá trình họ phấn đấu, họ cố gắng, họ thay đổi bản thân họ như thế nào. Điều đó mới là đáng quý. Em có thể lấy ví dụ như là một vị doanh nhân khi mà họ đã trải qua nhiều điều trong cuộc sống, họ thành đạt, họ nhìn thấy đàn em của họ đang khởi nghiệp, họ hiểu và cảm thông cho những khó khăn mà đàn em của họ đã phải trải qua. Từ đó đi kèm với hành động là họ mong muốn giúp đỡ, tạo nên một hệ sinh thái tốt đẹp hơn. Em xin hết. Time's up. Walk. Và chị muốn em đi ra ngoài xin hỗ trợ của make up để thay đổi cho em một cái hình ảnh nó trở nên cá tính hơn. Được không? Dạ em đồng ý, em cảm ơn chị đã cho em cơ hội thay đổi. Em nghĩ là các anh chị ở đây đều có chuyên môn và kinh nghiệm cao, nên em nghĩ là em muốn để cho mấy anh chị đó thử thay đổi em để em nhìn em trông như thế nào. Em là một người có thể thay đổi và em có thể tỏa sáng trong tương lai. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả dành cho bạn. Sáu, tám, sáu, Đậu Hải, Minh Anh. Tout le monde peut être une brand de beauté. Quelqu'un qui prend la parole et stoppe à bout de mon sol. Tôi muốn dành 30 giây ngay tại đây để thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống hơn là chỉ nói về chính bản thân mình. 30 giây để chúng ta nhận ra và trân trọng sự hiện diện của nhau. 30 giây để chúng ta nói ra lời yêu thương với nhau. Hãy để chính vẻ đẹp của các bạn có thể thay đổi thế giới này. Và tôi đã sẵn sàng cùng bạn lan tỏa tình yêu thương. Tôi chính là Đậu Hải Minh Anh, nghệ an. Đậu Hải Minh Anh, số báo danh 686.
Bản thân tôi đã từng là một người không nhận được sự ủng hộ của gia đình và mọi người xung quanh khi mà tôi theo đuổi đam mê và ước mơ nghệ thuật của mình. Nhưng Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính là minh chứng cũng như là sự thuyết phục của tôi để mà họ có thể bỏ đi được những cái định kiến đó của họ. Ngày hôm nay em ở đây dám bước qua cái giới hạn và phiên bản 2022 của mình để sẵn sàng tìm lấy cái phiên bản 2023 mới. Những người dám phá vỡ quy luật để trở nên khác biệt thì luôn luôn có cơ hội để có thể chạm tay đến những điều đặc biệt. Ngô Bảo Ngọc, số báo danh 678. Đây là thị lực của tôi cách đây 8 tháng trước. Và đây là thị lực của tôi hiện tại ngay lúc này. Tôi không biết đến khi nào thì thị lực của tôi có thể trở lại như lúc ban đầu. Nhưng tôi biết chắc chắn ngay lúc này đây, tôi đang đứng trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 để theo đuổi ước mơ của mình và tự tin đứng trên đôi chân của mình. Giới hạn tầm nhìn không giới hạn con đường mà tôi đi. I don't limit the challenge, I challenge the limit. And now I'm here, standing on my feet, keep going on my way. I am Ngô Bảo Ngọc, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng Ngô Bảo Ngọc, số báo danh 678. Cá nhân đều phải có ý thức để mà có trách nhiệm để bảo vệ môi trường. Và một tổ chức là một tổng hợp của rất là nhiều những cá nhân nhỏ. Vì vậy cho nên là vấn đề này là vấn đề của riêng mỗi người. Và nếu như mỗi cá nhân có ý thức để bảo vệ môi trường thì một tổ chức cũng sẽ có cái ý thức bảo vệ môi trường sâu và xa hơn. Và môi trường là ngôi nhà chung của chúng ta. Chúng ta hiện tại đang có được rất là nhiều những cái lợi ích từ mẹ thiên nhiên. Vì vậy hãy nghĩ đến thế hệ sau, con em của chúng ta, bảo vệ môi trường ngay lúc này, đó chính là cho con em của chúng ta có một môi trường sống tốt hơn. Xin hết, cảm ơn ạ. Trong thời buổi xã hội phát triển hiện nay, có rất nhiều nguyên nhân tác động đến sự đi chệch hướng của bản thân, ví dụ như là sự cám dỗ, sự thay đổi, hào quang hay cộng đồng mạng. Và đây là lần thứ hai em bước đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và đứng trước những cái sự cám dỗ đó thì em luôn luôn là một người giữ quan điểm, lập trường, kiên định. Và để ngày hôm nay em đứng ở đây là một người độc lập, tự chủ, tự tin, mạnh mẽ, tiên phong
Và em nghĩ đây là những cái giá trị để khiến cho tất cả mọi người yêu quý và tôn trọng em. Chỉ cần chúng ta có niềm tin, chúng ta dám nghĩ, dám làm, dám hành động thì không có bất kỳ lý do nào có thể làm bản thân mình đi chệch hướng. Và em tin tưởng vào Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tin tưởng vào bản thân và bản lĩnh của chính mình. Time's up. Walk. Thủy Quỳnh, số danh 696. Tôi, một cô gái đến từ miền núi, đã từng bị áp lực bởi mọi người cho rằng tôi quá hiền và nhạt nhòa. Gạt đi hết tất cả, tôi nỗ lực, phấn đấu, tập trung cho chính mục tiêu của mình, là một người hành động vì cộng đồng, cùng với dự án gắn liền với quê hương. Tôi mong muốn đạt được ngôi vị cao nhất, trở thành hình mẫu về sự tôi luyện không ngừng. Bởi tôi tin rằng thành công là cả một quá trình cố gắng và thay đổi chính mình. If not born, then make. If not now, then when, and if not me, then who? Vũ Thúy Quỳnh, Điện Biên! Giải người đẹp truyền thông, giải Miss Purity, gọi tên Vũ Thúy Quỳnh, số báo danh 696. Đối với thời buổi điều kiện kinh tế đang vô cùng khó khăn, thất nghiệp, sa thải đang là một nguy cơ, nhưng đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ có khả năng phát triển bản thân. Các bạn trẻ sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân mình và có cơ hội để có thể thể hiện được hết khả năng sáng tạo cũng như là hết được cái năng lực của bản thân mình. Và với một người trẻ thì em tin rằng là phong trào khởi nghiệp sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển và sẽ tạo ra được những doanh nghiệp thành công. Em xin cảm ơn ạ.